Nhiều tháng trước, Sài Gòn chứng kiến cảnh nhộn nhịp chuẩn bị ngày lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, mà chính quyền vẫn gọi là ngày giải phóng, tâm lý chờ đợi một điều gì đó khác với 39 lần trước sẽ xảy ra từ phía chính quyền đã làm không ít người nôn nóng và tâm lý ấy dành hẳn cho bài diễn văn quan trọng mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là người đọc lên, không những cho gần 90 triệu đồng bào trong nước mà còn gửi tới một thông điệp cho hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại, những người trực tiếp có dính líu tới cuộc chiến mà 40 năm về trước đã đứt ruột bỏ nước ra đi. Tâm lý ấy khiến hàng triệu người lắng nghe và thầm hy vọng rằng Thủ tướng sẽ có những lời lẽ đột phá như ông đã từng làm vài lần trước đây, và niềm hy vọng ấy kéo dài nhiều ngày cho tới sáng ngày 30 tháng 4 năm 2015. Giáo sư Nguyễn Đình Cống từ Hà Nội cho biết nhận xét của ông khi nghe bài diễn văn này. Tôi đoán chắc rằng là cái lời phát biểu này không phải là chỉ dùng nói mà chắc là phải thông qua Bộ Chính trị. Và vì cái chuyện như thế thành ra có những điều mà tôi mong đợi thì Dũng vẫn không nói tới. Phần lớn vẫn hồi lại cái điều khen o e e từ trước tới nay mà Cộng sản vẫn nói thôi. Cũng chưa thấy có cái gì đấy mới mẻ. Bên cạnh việc nhắc lại những thành tựu quen thuộc, một nỗi thất vọng lớn lao tràn ngập khi câu chữ được dùng trong bài diễn văn quan trọng này không khác một mảy may nào so với 40 năm về trước, khi người Sài Gòn lần đầu tiên nghe trên đài phát thanh và ở những buổi họp tổ dân phố sau khi bộ đội kéo vào tiếp quản Sài Gòn. Cụm từ đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào được lặp lại trong không khí lắng động đã làm cho hàng triệu tiếng thở dài từ trong cũng như ngoài nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt, đánh cho Mỹ Cút, đánh cho Ngụy Nhào. Mà đỉnh cao là cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Nữ nghệ sĩ Kim Chi, người theo dõi trực tiếp bài diễn văn, đã cay đắng nói với chúng tôi. Tôi nghĩ là đã đến một cái giai đoạn sang trang rồi, 40 năm rồi. Người Mỹ người ta không có cái ý định gì xấu với Việt Nam nữa hết á. Mà người ta lại đang hết lòng muốn giúp đỡ. Tại sao mà lại còn làm ra như thế? Sao mà phải khuất trương cái thắng lợi đó làm gì? Để quét sâu cái nỗi đau của những người mà anh em ruột thịt mình bây giờ người ta đã ở xa rồi. Và người ta cũng muốn quay về, nhưng mà với cái một cái thái độ như thế cứ tự ca mình chiến thắng hoài thì làm sao mà hòa hợp được dân tộc. Vấn đề cốt lõi nhất là công cuộc hòa giải giữa chính quyền và đồng bào hải ngoại. Trong bài diễn văn cũng được Thủ tướng nhắc tới, nhưng chủ thể đã lệch sang một hướng khác. Thủ tướng Dũng cho rằng, đồng bào ta ở trong nước cũng như nước ngoài, mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước thương nòi, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, không phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành hòa hợp dân tộc, vun đắp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực tế cho thấy đồng bào trong và ngoài nước chưa bao giờ cần hòa giải, vì họ chưa khi nào hành hạ, giết chóc hay bắt bớ giam cầm lẫn nhau. Đối tượng cần được hòa giải là chính quyền và đồng bào hải ngoại. Bài diễn văn quan trọng này đã sai sót khi quên chủ thể là chính phủ hay Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói đến vấn đề hòa hợp, hòa giải. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng có lẽ là người chờ đợi câu nói hòa giải từ người đứng đầu chính phủ nhất, bởi ông là người từng bỏ nước ra đi, nay đã quay về giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm tiến sĩ, cũng như thạc sĩ cấp quốc tế. Ông chia sẻ. Bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ngày lễ 30 tháng 4 và nói rằng là cái vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc lẽ ra nên đặt vào dịp này để nó đáp ứng cái yêu cầu của rất đông người trong đời, nhất là anh chị em trí thức. Cái điểm nữa mà tôi cũng hơi ngạc nhiên, cũng không thấy ngài thủ tướng đề cập tới vấn đề bảo vệ biển đảo của Việt Nam ta, nhất là Trung Quốc họ đương kiến tạo xây dựng những cái pháo đài sân bay quân sự. Như những nhà thực giả người ta nói là có khả năng Trung Quốc sẽ dần dần tiến tới kiểm soát toàn bộ biển Đông. Trong thời gian gần đây, trước sự o ép ngày càng mạnh của Trung Quốc, họa ngoại xâm chừng như sẽ xảy ra bất cứ giờ phút nào, đã khiến Đảng Cộng sản Việt Nam cần tới sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực, nhằm cân bằng đối trọng với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Hàng chục cuộc viếng thăm cấp cao của hai nước đã diễn ra, và sắp tới là chuyến công du chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thật ngạc nhiên khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại những gì mà trong chiến tranh, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ miền Bắc vẫn nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Ông nói, Đế quốc Mỹ
đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan tại Úc đã rất nhiều lần về Việt Nam giúp cho ngành y khoa trong nước những kinh nghiệm mà ông có được trong vai trò của một giáo sư y khoa. Giáo sư Tuấn chia sẻ. Nói một cách công bằng thì tôi nghĩ là khả năng rất cao là ông Thủ tướng không phải là người chấp bút để viết cái bài diễn văn đó. Trong bài diễn văn đó có những cái chữ như là đánh chu Mỹ cốt ngụy nhào rồi tội ác dã man đế quốc Mỹ. Rất ngạc nhiên là chữ đế quốc Mỹ, thực dân kiểu mới, những cái từ ngữ mà chúng ta đang nghe cả 40 năm nay rồi. Nhưng mà ai viết thì không cần biết, nhưng mà ông Thủ tướng ông đứng ra ông đọc. Thành ra là người ta chỉ biết mấy ông Thủ tướng thôi. Phải nói là tôi rất là ngạc nhiên. Thì thấy trong bài diễn văn là ông Thủ tướng có những cái đoạn rất là gay gắt á, như với Mỹ á. Mà Mỹ á, thì họ lại đang có cái mối quan hệ ngoại giao rất là tốt với Việt Nam mình. Nếu mà tôi nhớ không lầm thì năm nay là năm kỷ niệm 20 năm hai nước mà nối lại quan hệ ngoại giao. Mỹ còn đã và đang giúp Việt Nam mình trên nhiều lĩnh vực như là giáo dục, rồi khoa học, rồi thậm chí là bên quân sự nữa chứ. Thành ra là tôi rất là ngạc nhiên. Từ trước đến nay á, thì tôi vẫn nghĩ rằng ông Thủ tướng là người khá cởi mở trong giới lãnh đạo của Việt Nam. Thì ông ấy có vẻ là muốn đối thoại với tôi chỉ có ngạc nhiên là cái ngôn ngữ của ông ấy là nó thiếu tính ngoại giao. Đồng bào trong và ngoài nước cùng nhận ra rằng, dù dưới lý do nào, thì bài diễn văn đã mang tới cho tất cả mọi công dân Việt Nam một thông điệp rất rõ ràng. Chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định lập trường, Mỹ trước sau như một, vẫn là kẻ xâm lược, và chế độ Sài Gòn sau 40 năm vẫn là chế độ ngụy.